Là một trong những hộ làm nghề lâu năm ở địa phương, cơ sở tranh kiến của ông Nguyễn Thanh Hòa thời gian này đang tất bật chuẩn bị hàng cho thị trường Tết với hàng trăm mẫu cùng nhiều kích cỡ khác nhau. Theo ông Hòa, năm nay dòng tranh mới được khách hàng ưa chuộng nhất với hai bên vẽ rồng, phụng, nhũ kim tuyến, phù hợp với nhà kiểu mới, hiện đại. Còn nhà kiểu xưa thì có mẫu tranh thờ Phước Lộc Thọ và tranh treo cửa buồng vẽ theo đề tài xưa hiện vẫn còn được ưa chuộng. Thời gian cao điểm mà bán được nhiều nhất là trước Tết âm lịch khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng. Đó là cái thời gian mà cái người ta chuẩn bị Tết để người ta trang trí nhà cửa sắm sửa. Cái thời gian đó là cái thời gian bán được nhiều. Năm nay, cơ sở của ông Hòa bổ sung thêm dòng tranh kiến 3D. Tranh kiến 3D với ưu điểm màu sắc sống động, độ bền cao và thời gian gia công sản phẩm cũng được rút ngắn hơn. Dù là mặt hàng mới, song tranh kiến 3D nơi đây đã thu hút thị trường. Bình quân mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 200 tấm, có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng mỗi tấm. Tranh kiến được tiêu thụ chủ yếu ở miền Tây và các tỉnh Đông Nam Bộ. Vào những ngày cuối năm, đa phần những người thợ làm tranh kiến đều phải tăng ca. Bình quân mỗi ngày làm trên 10 tiếng mới kịp giao sản phẩm cho khách. Nói chung thì vào dịp Tết thì tất cả các cái chủng loại tranh đều có nhu cầu cao lên hết. Không riêng một cái chủng loại nào. Từ cái tranh thờ thủ quyền tới các cái loại tranh treo cảnh rồi các cái loại tranh thờ thần tài thổ địa này kia nữa rồi các thứ nó đều phát triển cái số lượng như nhau chứ không riêng một cái chủng loại nào. Bên bờ sông Hậu, làng nghề tranh kiến vẫn thở cùng với nhịp sống hiện đại. Những bức tranh mang hồn quê vẫn được ưa chuộng, chọn mua mỗi dịp sửa sang đón năm mới hay mừng tân gia. Niềm vui của người làm nghề tranh kiến không chỉ xem đây là nghề nuôi sống, mà họ còn hạnh phúc khi giá trị cha ông để lại được phát triển nối dài.